Hôm nay là ngày đầu tiên của con nước mới, nên là Sang sẽ dẫn mọi người đi ra ngoài sông bắt cá cùng với chú Tám nha. Chú cha nó quậy cho mọi người. Đã chưa? Nó chạy xí nước luôn. Đã mọi người, chú Tám đang ra hái à. Xin đưa vô mình xem nè. Thấy chớn mà quậy luôn. Quá xuống. Chạy rẹt nước nè. ông bà thương. Yes. Chú cha đông quá. Đông quá, đầu chú nè. Ui cha, quá đã. Trắng phao luôn mọi người. Đây nè, đã chưa? Chỗ mọi người là cái gì? Ôi, canh me rồi mọi người ơi. Quá đã luôn, thấy chưa? Đó, xí nước rồi, chu ra quậy luôn. Đó, quá sướng nha. Nếu này trúng mánh nè. Chú Tám đang quét rồi, vui rồi, sang quay cho mọi người xem nha. Vui xem thôi mọi người. Chú Tám đang vui nè. Nếu vừa rồi cũng khá là bộn á. Quá đã luôn. Hình như có con cá vuông đó hả? Chờ cha ông này sao á. Lâu rồi mới thấy lại cá cần đó, mấy ngày à. Đó, hai phi nha mọi người. Hai con phi bự nè. Một con cá vua. Với lại hai con cá kình. Đó, mấy con cá đấu nè. Chu cho tung coi. Quá đã lắm. Mạnh lắm. Quậy lộn thả. Chú Tám đang tại bên kia có mấy cô chú mua cá à, nên là chèo cái thúng qua bên đó luôn. Đó, ngay chỗ ấy mọi người. Chèo cái thúng qua bên đó bán cá luôn. Đó, người ta mua về, người ta buổi sáng người ta hay ít ra chợ mọi người, mua về nấu nấu canh, nấu canh ăn luôn. U chả néo này được một con gì là bự lắm mọi người. Đó, chúng ta đang quét chưa? Mới sáng mà trúng mánh nè. Cái gì chú? Mới thấy chớm mà thấy y vài à. Ngọt ngon nha. U, đã rồi mọi người. U, trời ơi, trời ơi. Tùng quá dữ luôn. Lấm mọi người. Ồ, quá đã luôn mọi người. Chúng mấy cá gì chạy ốm mọi người. Đó, chú Tám đang ra quét, cho vào đây xem nha. Trời ơi. Y vài. Đó. Đây nè. Chỗ mọi người có mấy con cá này không? Ui cha. Đã chưa? Wow, quá trướng luôn. Đó. Đây nữa nè. Đây chà. Cá này làm chả ăn là hết bài luôn. Đó, mớ cá này với lại mớ cá nâu mọi người, hai cá nâu xì.